R9840 là trim DSP lập trình chống hú ha, âm thanh cực kỳ hay luôn ha. Đây có nhiều hướng để mình live stream nè ha. Đó, live stream thì mấy cái hiệu ứng này nó dùng nhiều lắm ha, bắt buộc phải có. Ok, đây là bên trong bo mạch nè, ICMD9840 nè, 150W đánh mạnh luôn ha, công suất 150W, dùng cho lo 3 tắc đôi hoặc 4 tắc đơn đánh ok luôn ha. Ok ha, em phải dùng bình ắc quy nè ha. Đây không có phần nguồn, không có phần nguồn xung. Thì đối với những cái mẫu mạch mình cần sử dụng bình á, thì không cần nguồn xung cũng được ha. Thì mình chỉ việc cắm cục sạc thôi, kèm theo cục sạc 15V, 2A để mình sạc bình. Đây, bình ở đây mình đang lắp vô nè. Đây mình lắp lo để thử thôi ha, thử cho anh em thôi ha. Đây, đang lắp cặp micro 770-795 tần số UHF. Ha, mình thử tiếng micro cho các anh em ha. Dạng DB lập trình chống hú ha. DB lập trình chống hú, cái tiếng echo nó nhẹ lắm. Nó khác với echo truyền thống ngày xưa ha. Dùng BT 2399 khác biệt nhiều lắm. Đây, mình thử tiếng micro. 1 2 3 4 5 5 5 5 6 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
là nó ra tiếng thì bật này, anh em thích. Một hai, còn lớn quá, còn nhỏ nữa. Một hai, này chấm phú này. Đó chấm phú nó mới vậy ha, nó kêu re 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 gì. Một hai sọt. Đó, làm thử tiếng tiếng cái micro cho các anh em thì tiếng nó rất là mềm mại ha, hay luôn á. Thì đối với cái mẫu mẫu mạch như thế này nè thì mình sử dụng loa xách tay là ok luôn ha. Nó thay thế những cái thùng loa 4 tấc đơn dạng T3 và 6D2 đều được hết ha, công suất ngang nhau. Đây mình thử cái tiếng nhạc, thì đây mình thử nhẹ thôi ha. Đây mình cũng nói rõ luôn là đây là loa đã thử nhạc thôi. À, còn nó là 4 tấc quýnh được ha, 3 tấc đôi thì hai cái loa như thế này quýnh đều được hết. Đây. Hai đứa chưa ước nguyện lấy mùa câu, chưa nghĩ đến mai sau. Mạch này nó có chức năng hay hơn nữa nè, nhiều mạch không có nè. Đó là chức năng livestream nè, giả tiếng trai gái thì đều đủ kiểu hết nè ha. Cái chức năng in out nè, dùng trong nhà, dùng ngoài trời nè, giả tiếng đàn ông trai nè, baby nè ha, mình thử coi. Đó, bấm vô mail nè. Một hai, giả tiếng đàn ông á, giả tiếng thằng bà nè. Một hai, tiếng baby nè. Hay không? Tại trên là dùng chất này nhiều lắm. Đó, mình không thích nghe cái tiếng của mình, tiếng thật của mình thì mình bấm vô mấy cái chữ này. Một hai. Giọng quá già luôn ha. Ok, thì ở đây mình giới thiệu nhanh cho các anh em về cái mẫu mạch là MD9800 có chức năng livestream DSP lập trình chống hố ha. MD9800 công suất 150W cho đánh trên loa 3 tấc đôi 4 tấc đơn ha. Ok, tất bây giờ tôi